đừng để nám trở thành cơn ác mộng chung của phụ nữ. Da đen sạm, cháy da. Da bị bỏng mỏng, lộ mạch máu, da sung huyết, sẹo lõm vĩnh viễn là những biến chứng nghiêm trọng nếu điều trị nám sai cách. Hơn 90% bệnh nhân nám má tự ý điều trị không theo chỉ định của bác sĩ, dẫn đến tình trạng ngày càng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, gây nguy hiểm tới sức khỏe làn da. Chủ quan với nám là mối đe dọa lớn nhất đến chất lượng cuộc sống của bạn. Kết hợp phương pháp điều trị nội khoa tiên tiến cùng công nghệ điều trị nám mới nhất đến từ Hoa Kỳ, chuyên khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Trí Đức sẽ giúp bạn tạm biệt nỗi lo từ nám. Liệu trình điều trị nám chuyên biệt và toàn diện không những đem lại hiệu quả rõ rệt mà còn ngăn ngừa nguy cơ nám quay trở lại, đem lại sức sống mới cho làn da. Ưu điểm của công nghệ Reply SI 2019 là giảm thiểu cái nhiệt năng tỏa ra trên bề mặt da, do đó khi điều trị công nghệ này thì sẽ không làm tổn thương bong chóc ở trên bề mặt da, và sau đó thì cái thời gian phục hồi trên da rất nhanh và được các chị em tin dùng phương pháp này. Với đội ngũ giáo sư, bác sĩ, chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trực tiếp tham gia chẩn đoán và điều trị cùng hệ thống máy móc trị liệu hiện đại, bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả đạt được, cam kết đem đến hiệu quả rõ rệt cho bạn sau liệu trình điều trị đầu tiên. Chúng tôi sẽ cùng bạn đồng hành chấm dứt nỗi lo mặc cảm do nám, giúp bạn có một làn da khỏe mạnh và vẻ đẹp tự tin rạng rỡ.